Rồi, xin chào cả nhà, chào các bạn. Hôm nay thì tôi sẽ mở hộp review một cái sản phẩm tiếp theo. Bạn nào chưa xem các cái video trước thì có thể xem nhé. Đây là một cái thiết bị để chân điện thoại để các bạn quay phim sản phẩm, quay các cái clip cố định. Cái này ưu tiên cho các bạn dùng quay sản phẩm. Đây là sản phẩm mình muốn review cho các bạn. Đây vào hộp này các bạn. Này cũng giống như tất cả sản phẩm khác đều có cái bao. Cái lông này treo lốt lên đấy nhá. Mở khóa. Đây là thiết bị ba chân. Đấy. Rất là khỏe. Nói chung là mình dùng các là hàng ít tiền rồi mình biết là nó không có chuyên nghiệp mà nó đẹp, nó cứng cáp này. Đây, cả nhà. Con này dùng đến cả đời đúng không? Cái này các bạn rất là thích, phù hợp trong các cái quay phim sản phẩm làm rất là đẹp luôn. Cả nhà nhìn thấy. Chưa giới thiệu mình các bạn là cái sản phẩm này nó tên là Chippo U10 Chippo Video, đó là chuyên quay. Chuyên là thiết bị chân máy điện thoại rồi là máy ảnh đa năng lắm. Đây còn cái này thì thực tế là nó không đi kèm với sản phẩm đâu, cái này mình setup bên ngoài, mua cái này mình mua là cái đồ tốt luôn này, cứng cáp cực kỳ luôn, dùng mãi. Kẹp điện thoại cái này mình setup thêm, vì khi các bạn mua ấy là các bạn chỉ có cái chân này thôi đi dùng này, sẽ lắp vào đây. Đấy. Lắp vào đây. Đấy, cái điện thoại. Nhớ anh em nhớ xoay hết. Này nó có một con hạng chỗ này. Đấy. Thằng đầu tư cái này khiếp nhỉ. Quay đồ gỗ thì đây là vặn, cái này nâng lên, cái này ví dụ bán cây live stream là được em. Nâng lên vừa thì thôi. Cái nút tời các bạn nhé, kéo cao lên. Đấy, như này về điện thoại này, sau đấy anh em mình khóa lại rất là chắc chắn. Rồi bắt đầu mình mở khóa này, ở đây thì các bạn có thể lật cái quay như thế, chú chỉ quay chú thôi.
về người nhiều hơn là quay về chân lắp. Mở lên là các bạn quay đấy. Về cái sản phẩm này đánh giá thứ nhất ấy, bạn có thể tăng cái độ cao lên, chiều cao của thân mở hết cực đại ra đấy, mở hết ra, mở cực đại ra đấy, thế này. Nó có thể co lại được. Ok, hơi đồ sộ. Hình như cái này thôi cũng được. Đấy, đồ sộ quá. Mình chỉ chờ cần trong ngắn thôi, mình không mở cái đấy xuống. Cho này mà. Đấy. Chỉ để thế thôi. Để cho đến đâu thì mình cần đấy, đến đâu khóa lại được. Khóa lại đến đấy. Mình có phải to đâu. Tùy vào cái công năng của mình dùng. Đấy, ví dụ này. Ui ôi, chuyên nghiệp kinh người luôn. Quay máy là chỉnh chuẩn phát là. Ừ, ví dụ đây nhá. Cái đấy chỉnh tay. Đây là chỉnh tay. Ừ. Góc máy này. Góc như này. Đấy. Thì đây là cái góc mà có thể là thằng cu nhà mình nó đứng nó nói. Còn cái này không thể để lâu được nhá. Mỗi cái nó công dụng khác nhau. Cái này nó không độ cao là một. Ừ. Và cái này chỉ cầm thôi. Dành cho cố định nhưng mà dành cho di động. Ừ. Nhưng cái thằng này là dành cho cố định này. Đấy, làm đồ gỗ cái này nó mới chất. Đồ gỗ cái này quay làm sao được? Quay được. Đồ gỗ là phải quay bằng cái này chứ. Cả hai. Cái này quay làm sao sản phẩm. Cây cây. Cái này đồ gỗ cứng kêu này. Đồ gỗ người ta phải cầm là này này. Cảm ơn cả nhà. Cái này chỉ đứng im thôi chứ. Rồi, xin chào cả nhà nhé.